Tối mùng 5 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, trú tại Cửa Đông, Hoàn Kiếm, một trong hai nghi phạm bỏ trốn trong vụ cô gái 22 tuổi bị bắn tử vong, đã ra đầu thú lúc 18 giờ cùng ngày. Trước đó, Đạt và Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam, cùng nhau bỏ trốn trên chiếc Hyundai Accent màu trắng, biển kiểm soát 90A-18039, sau khi gây án tại quận Long Biên. Đối tượng Đinh Xuân Sáng vẫn đang bỏ trốn và bị Công an Hà Nội truy bắt. Công an thành phố yêu cầu Đinh Xuân Sáng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Công an đề nghị người dân nếu biết thông tin về nghi phạm Sáng và ô tô Hyundai Accent màu trắng, biển số 90A-18039, thì cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Các trường hợp che giấu, bao che, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, khoảng 19:30 ngày 2 tháng 7, TQH, sinh năm 2002, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến khoảng 1 giờ ngày 3 tháng 7, cả nhóm di chuyển về nhà người bạn tại tổ 3 phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang, sinh năm 1994, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, và Đinh Xuân Sáng cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị H đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng. Về đến nhà, Sáng và Quang bực tức rồi rủ Nguyễn Xuân Đạt đi gây gổ với nhóm của chị H. Cả ba lên ô tô, mang vũ khí nóng quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm chị H, Sáng bảo dừng lại nói chuyện, nhưng nhóm chị H bỏ chạy. Sáng liền điều khiển ô tô đuổi theo, đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy, thì dùng vũ khí bắn về phía nhóm chị H. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Vụ việc khiến chị H tử vong vì trúng đạn. Nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án mạng để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 7, các đơn vị trong Công an thành phố đã bắt giữ đối tượng Vũ Thành Quang tại Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó đối tượng Đạt đã ra đầu thú. Chiều ngày 5 tháng 7, nhiều người dân sống gần giáo xứ Bắc Minh, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, Đồng Nai vẫn còn rùng mình khi sâu chuỗi lại việc 5 thành viên trong một gia đình ở địa phương lần lượt qua đời nghi do bị đầu độc cyanua. Trưa cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, để điều tra về tội giết người. Căn nhà gia đình có 5 người đã qua đời là tiệm bán cơm tấm có mặt tiền khoảng 10 mét trên đường Hùng Vương, xã Vĩnh Thanh. Trao đổi với phóng viên, bà NTH, 41 tuổi, sống cách tiệm bán cơm khoảng 200 mét cho biết mọi người quá sốc khi biết Bích là nghi phạm đầu độc cháu ruột. Đáng chú ý, trong số 5 người qua đời bất thường, thời gian qua có cả chồng và con trai của Bích. Bà H kể, khoảng tháng 10 năm 2023, ông NTTT, sinh năm 1985, chồng Bích, sau 8 lần đi bệnh viện điều trị với triệu chứng tức ngực, đau tim đã qua đời. Người dân địa phương trong giáo xứ Bắc Minh đến chia buồn cùng gia đình Bích. Mọi người xem sự ra đi của T như là số trời đã định. Khoảng 2 tháng sau, ông NVH, bố của Bích, cũng đột ngột qua đời với triệu chứng tức ngực, đau tim, nôn ói, giống hệt con rể. Một lần nữa, người dân địa phương cũng vô cùng xót xa đến chia buồn cùng gia đình Bích. Mọi người cũng không thấy lạ gì bởi ông H từng có tiền sử bệnh tai biến. Thế nhưng khoảng 1 tháng sau, cháu M, con của Bích, bất ngờ đau bụng, tức ngực dữ dội. Khi xe cấp cứu đến đưa vào bệnh viện, cháu M đã không qua khỏi. Lúc này, người dân địa phương bắt đầu đặt câu hỏi vì sao gia đình ông H liên tục có người mất trong thời gian ngắn. Bà Hương nói, chúng tôi bàn tán chắc do người nhà đi coi thầy chôn cất T, tức là chồng Bích không đúng giờ tốt nên gia đình bị trùng tang. Đi viếng đám tang nhưng ai cũng hoang mang, thoáng chút lo sợ. Theo người phụ nữ, xuyên suốt thời gian diễn ra lễ tang của con trai, Bích không có biểu hiện đau buồn, khóc lóc. Chôn cất con xong, Bích vẫn đi ăn sáng, nhậu nhẹt bình thường. Bà Hương kể lại với vẻ thất thần. Bích nói con trai có gen di truyền giống cha, phát bệnh và qua đời giống cha nên không có gì bất thường. Tiếp lời bà Hát, ông T, 51 tuổi, ngụ địa phương cho biết, khi đứa cháu ngoại và cháu nội ông Hát tiếp tục qua đời, người dân địa phương bắt đầu kinh hãi. Họ không hiểu vì sao trong thời gian chưa đến một năm mà có đến 5 người trong gia đình ông Hải mất liên quan đến vấn đề tim, mạch, nôn ói. Theo ông T, nhà có nhiều người mất như vậy, nhưng mọi người thấy Bích không bộc lộ nhiều cảm xúc khi đi ra đường. Bích vẫn tiếp tục bán cơm trưa và đi ăn nhậu vào buổi chiều như không có chuyện gì xảy ra.
Ông Tê kể lại với vẻ mặt bàng hoàng. Có hôm tôi hỏi Bích là nhiều người trong nhà mất vậy có sợ không? Bích nói cô có đi xem bói và thầy cho biết sẽ có nhiều người trong nhà qua đời nữa. Mới đây, người cháu nội ông Hát là NHBT, 18 tuổi, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Tại bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Tê được xác định ngộ độc chất cyanua bất thường. Phía gia đình bên ngoại của anh NHBT làm đơn trình báo công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định Bích là nghi phạm đầu độc cháu ruột, liền đưa về trụ sở. Tại cơ quan điều tra, Bích thừa nhận hành vi đầu độc cháu của mình. Kali cyanua hay còn gọi là cyanua kali hoặc potassium cyanide. Đây là một hợp chất hóa học không màu được tạo bởi ba nguyên tố kali, carbon và nitơ. Cyanua được giải phóng từ các chất tự nhiên trong một số thực phẩm và thực vật như sắn, đậu lima và hạnh nhân, hoặc chất này có trong hạt của các loại trái cây phổ biến, chẳng hạn như quả mơ, táo và đào. Kali cyanua có mùi rất giống quả hạnh nhân và bề ngoài cùng màu sắc của chất khá giống đường, hợp chất kali cyanua tan rất nhiều trong nước. Ngoài ra, cyanua có trong khói thuốc lá. Trong sản xuất, cyanua được sử dụng để sản xuất giấy, dệt may và nhựa. Khí cyanua còn được sử dụng để tiêu diệt sâu bệnh và sâu bọ. Kali cyanua là một trong những chất kịch độc nhất trên thế giới, có thể gây tử vong với liều lượng thấp. Theo quy trình công nghệ tiêu hủy hoặc tái sử dụng cyanua ban hành kèm theo quyết định 1971-1999 QĐ-BKHCNMT, thì chỉ cần lượng chừng 50mg kali cyanua là có thể khiến nạn nhân tử vong. Mức độ ngộ độc gây ra bởi cyanua phụ thuộc vào lượng cyanua mà một người tiếp xúc, lộ trình tiếp xúc và thời gian mà một người tiếp xúc. Hít thở khí cyanua gây hại nhất, nhưng nuốt cyanua cũng có thể gây độc. Uống cyanua còn được gọi là ngộ độc cyanua. Để tìm thấy ngộ độc cyanua ở một người có thể hơi khó khăn vì các triệu chứng của nó tương tự như một số triệu chứng khác của bệnh bình thường. Khi cyanua đi vào cơ thể của một người thì nó sẽ ngăn chặn các tế bào của cơ thể sử dụng oxy. Lúc đó các tế bào sẽ bị phá hủy. Cyanua có hại cho tim và não hơn các cơ quan khác vì tim và não sử dụng rất nhiều oxy. Khí cyanua nguy hiểm nhất ở những nơi kín, nơi khí sẽ bị giữ lại và cyanua bay hơi và phân tán nhanh chóng trong không gian mở, khiến nó ít gây hại ngoài trời. Chia sẻ với truyền thông, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, bản chất cyanua là chất độc cực mạnh và phản ứng nhanh, hoàn toàn có thể cướp đi mạng sống của một người chỉ với một lượng rất nhỏ. Cụ thể chỉ cần 50mg đến 200mg cyanua hoặc hít phải 0,2% khí cyanua, chất độc này đủ để khiến một người trưởng thành tử vong ngay lập tức. Vị này cho biết thêm, chất độc cyanua tác động rất mạnh vào hệ hô hấp và hệ thần kinh, gây nhiễm độc cấp tính. Ở một số người, hàm lượng nhẹ thì chỉ gây đau đầu, chóng mặt, bùn rùn chân tay, người ta gọi là bị say sắn. Trường hợp ngộ độc nặng, người ăn phải có biểu hiện rối loạn ý thức, co giật, nhịp tim nhanh và có thể ra đi nhanh chóng.